bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Thật khó để chúng ta có thể duy trì mối quan hệ với một người nào đó nếu như không giao tiếp, trò chuyện hay liên lạc với họ. Trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ khó có thể sống đẹp ý Ngài nếu như không học và hiểu biết lời của Chúa. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta biết về ý muốn và chương trình kỳ diệu của Ngài dành cho chúng ta. Hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Terry Milson qua chủ đề Tầm quan trọng của lời Chúa. Tôi tin Chúa vào đầu những năm 1970. Khi đó, lời của Đức Chúa Trời đã khiến tấm lòng cứng cỏi của tôi thay đổi. Tôi xưng nhận Ngài là đấng cứu chuộc của cuộc đời mình. Trước đó, tôi là một nữ ca sĩ trẻ chuyên nghiệp, tự mãn, ích kỷ, không tin vào Đức Chúa Trời. Tôi biết điều mình cần và điều đó làm tôi hạnh phúc. Tôi nỗ lực hết sức để đạt được những mục đích bản thân mong muốn. Tôi chối bỏ Đức Chúa Trời. Chúa không liên quan gì đến cuộc đời của tôi cả. Thực ra tôi lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc. Tôi thuộc bài tín điều các sứ đồ. Tôi nhớ các giáo lý. Tôi thậm chí cũng đã nhận thánh lễ báp têm và là một tín hữu chính thức của hội thánh. Nhưng tôi chưa bao giờ đọc lời của Đức Chúa Trời. Tôi chẳng biết gì về lời Ngài. Gia đình tôi đến nhà thờ đều đặn, cầu nguyện trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ, dự các kỳ lễ Giáng sinh, thương khó, phục sinh, v.v. Tôi biết về Đức Chúa Trời, nhưng tôi chẳng nhận biết Ngài. Nhiều năm về sau, khi một cô gái hỏi tôi rằng tôi có phải là Cơ Đốc nhân không? Lúc đó tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào cả. Cô ấy tặng tôi một quyển sách nhỏ và mỏng với tựa đề Bốn Định Luật Thuộc Linh. Buổi tối hôm đó, khi chỉ một mình tôi ở trong phòng khách sạn, tôi đã đọc về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Khi đọc quyển sách mỏng đó, những câu kinh thánh trở nên sống động trong lòng tôi. Tôi nhận biết đời sống mình xa cách với Đức Chúa Trời bấy lâu nay. Tôi bị cuốn hút bởi lời hằng sống và lẽ thật trong kinh thánh. Tôi nhận ra rằng những gì mình đi theo trước đó chỉ là lễ nghi tôn giáo, trong khi không biết chắc liệu Đức Chúa Trời có thực sự hiện hữu hay không. Nhưng tôi biết chắc điều tôi đang đọc là thật và tôi cần lời Chúa. Lời Chúa khiến tôi nhận biết tội lỗi của mình và đồng thời cũng bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Tôi từng có định kiến với Kinh Thánh, mặc dù tôi chưa bao giờ đọc Kinh Thánh. Tôi nghĩ Kinh Thánh thật khó hiểu và mâu thuẫn với nhau. Nhưng cảm tạ Chúa vì cô gái đó đã tặng tôi quyển sách Bốn Định Luật Thuộc Linh. Cô cũng tặng thêm cho tôi một bản Kinh Thánh Tân Ước. Tôi miễn cưỡng đọc một chương mỗi ngày. Lời Chúa cuốn hút tôi đến nỗi tôi không thể nào bỏ quên lời Ngài. Lời Ngài hoàn toàn tươi mới đối với tôi. Tôi không biết rằng Kinh Thánh Tân Ước là phần nối tiếp với Kinh Thánh Cựu Ước. Tôi không hề biết rằng bốn sách Matthew, Mark, Luca, Giăng đều kể về cuộc đời của Chúa Giêsu. Khi đọc một số chuyện kể tương tự trong bốn sách Phúc Âm, tôi thậm chí còn cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng ai đó đã chuyển đổi thẻ kẹp sách của tôi sang một trang khác. Trước đó tôi còn không nghĩ là Chúa Giêsu sẽ tái lâm, nhưng tôi bắt đầu hiểu rõ Đức Chúa Trời rất yêu thương tôi nên tôi đã chọn bước đi với Ngài. Thật tuyệt vời khi được học biết lời Chúa. Dù muôn vật đổi thay thì lời Chúa vẫn còn đến đời đời. Lời Chúa trong Ô-sê chương 4 câu 6 chép rằng dân ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết. Ô-sê chương 4 câu 6. Chúng ta đang sở hữu lá thư yêu thương tuyệt vời của Đức Chúa Trời gửi cho nhân loại, được chép trong Kinh Thánh. Lời Chúa cho chúng ta biết Ngài là đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật. Lời Ngài đem đến sự khuyên dạy, những nguyên tắc và những lời hứa cho chúng ta. Tôi khích lệ bạn hãy đọc lời Chúa. Khi bạn đọc lời quý báu trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, nguyện lời Chúa khích lệ bạn, giúp bạn giữ vững đức tin. Nguyện xin Chúa đụng chạm đến tấm lòng của bạn ngay giờ này bằng ân sủng và tình yêu thương của Ngài. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có lời Ngài để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn luôn ham mến lời Ngài, trung tín dành thời giờ để đọc và học Kinh Thánh mỗi ngày. Xin Thánh Linh Chúa ban sự khôn ngoan để chúng con biết rõ lời Ngài, cẩn thận làm theo mọi điều Chúa dạy. Nguyện lời Chúa là lời hằng sống, là ánh sáng để soi dẫn chúng con trên mỗi bước đường. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, hãy bắt đầu mỗi ngày mới bằng việc đọc, học và suy ngẫm lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Lời Chúa là linh lương nuôi dưỡng chúng ta trên linh trình theo Chúa. Hãy dành thời gian riêng biệt mỗi ngày để lắng nghe điều Chúa dạy dỗ và phán bảo với bạn. Hãy đến gần với Chúa càng hơn để lời Ngài khích lệ, nâng đỡ và an ủi bạn trong từng giây phút trong cuộc sống. Nguyện lời Chúa sẽ giúp bạn luôn vững tin và trung tín theo Ngài suốt đời. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa lại Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngang tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, cho chân gian. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền giáo cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời và truyền giáo chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không hề phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Cho cuộc đời lời Ngài hạnh phúc cho chân gian. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, cho con biết lắng nghe tiếng Chúa.
giả thân mến, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thật vui được đồng hành cùng quý thính giả khắp nơi trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Tôi tên là Hồ Thị Dung, năm nay tôi 80 tuổi, tôi sinh sống tại Sydney. Tôi thờ phượng Chúa ở Hội Thánh Hutton Park. Tôi mỗi buổi sáng tôi đọc học suy gẫm lời Chúa qua chương trình One Way Radio. Tôi thấy được khích lệ trong những cái bài của One Way Radio này. Đồng thời tôi cũng chia sẻ cùng các bạn cùng đức tin với tôi. Xa có, gần có, bạn bè có những người từ bên Cộng hòa Czech, Việt Nam, Mỹ, thì họ cũng được rất là khích lệ. Có ngày tôi quên thì họ cũng gọi điện thoại nhắc tôi. Quả thật, lời của Chúa là thức ăn thuộc linh mà tôi cần lắm. Tôi cảm ơn Chúa vô cùng vì Chúa có lời của Chúa để nuôi tôi. Lời Chúa trong chương trình hôm nay cảm động quý thính giả điều gì không? Hãy cậy ơn Chúa và bước đi trong năng quyền của Ngài để thực hành điều Chúa nhắc nhở nhé. Và hãy chia sẻ cùng chương trình những kinh nghiệm tươi mới của quý vị. Thân chào và hẹn gặp lại!